dù giờ trong bình minh để cho tôi ánh mắt si tình. Anh người từ đâu về đây để tôi như là say buồn trôi qua như gió như mây. Đâu từng giọt mưa phun rơi nhẹ nhàng trong lòng tôi một câu ca thiết tha cho người. Đây lời ai gieo mừng xuân làm lòng tôi nhẹ lưng và trái tim đón lỗi nhịp bao lần. Chân lỡ mang ân tình trong vội thì chọn cuộc đời này yên hương chưa vơi. Trời xanh như tia mắt em, nụ hoa như môi thắm đêm, yêu dấu theo mưa xuân về trên má hồng. Ôi trời ơi, quá. Bà nghỉ tay uống miếng nước đi. Nắng nóng quá trời qua đất. Trời ơi. Năm nay thấy cô bộ yếu nghe. Chiều quá bà đưa tôi mớ tiền đi. Tôi đi chợ tôi mua ba cái phân hữu cơ về tôi bón vô ba cái gốc bưởi này nè. Đó, trái này nó đèo đẹp quá. Ông kêu ông Dũng hay là ông Loan chở ông đi đi ha. Trời đất ơi, thằng Dũng á còn một đống công chuyện kìa, cỏ lên ngập đậu ngoài ruộng á. Còn con Loan thôi bà đừng có nhắc tới nó nữa, con gái con lứa gì đâu mà làm biến một cái đó nghe, nhớt thay luôn đó. Khỏi cần nhờ nó, nhờ không có được đâu. Để tôi kêu xem ra ôm tôi đi cho nó lẹ. Nói gì nói, phải chi con Hiền ở nhà thì đỡ biết mấy. Nó vừa giỏi vắn vừa siêng năng, kêu cái gì là nó chạy u cái là được xong liền hả. Thôi thôi bà đừng có nhắc tới nó nữa. Nhắc tới nó tôi bắt bực thêm nữa. Cô gái á là nữ nhân ngoại tộc, gả cho người ta rồi á không còn là con của tôi với bà nữa đâu. Đó không, bà nhắc nhở làm cái gì, không có nhờ giả được đâu. Trời ơi, ông nói cái gì kỳ cục vậy ông. Nó là con của mình thì cho dù nó làm sao đi nữa, nó cũng là con của mình mà. Với lại nó cũng cực khổ chứ có sung sướng gì đâu. Mà tối ngày ông cứ gây gắt hoài à. Con cái nhắc tới phát bực, cãi cha cãi mẹ cho cố vô đó. Rồi bây giờ nó khổ, khổ rồi về đây than khóc với ai đây. Tôi nói thiệt lần này mà về đây nữa hả, tôi đuổi thẳng luôn đó. Đuổi luôn con Bông luôn hả? Bông qua gì cũng đuổi sạch. Ông ngoại ra ngoài đuổi con. Ủa? Mẹ ơi con Bông nè. Con Bông vô đây con. Ông ngoại đuổi con. Không có. Không có, có. Vô đây vô đây. Nè. Bà nói nghe nè. Ông ngoại hả? Ông ngoại nói chơi thôi hà. Chứ ông ngoại là thương con nhất nhà luôn á. Con tưởng ông ngoại hết thương con rồi. Sao hết thương được? Cục vàng của ông ngoại làm sao hết thương con được? Ông ngoại nhớ con muốn xỉu luôn này không có. Nè ơi cưng quá trời ha. Cưng quá con. Đi đường mệt hả con ha. Dạ. Thưa ba, thưa má. Đi đâu đây? Dạ trời. Con ông này, ông hỏi gì kỳ cục vậy? Thì đây nhà nó về đây chứ có gì đâu. Thôi thôi thôi, vô nhà đi con. Đi đi, đi đi, đi vô nhà. Đi đi con. Đi, đi vô, vô nhà. Bà lấy bánh cho con ăn nha. Nè, vô. Con cái thiệt tình chứ. À,
Ở trên đời này làm gì mà kiếm được một cái người mà xoáy ca, mà đẹp trai, mà chung tình như vậy, mà nở lòng nào mà từ chối người ta. À, à, sợ. À, mà nó có sao thế. Út, chị Út đang làm gì vậy? Ý, đi, trời đất ơi, bé Bông, con mới về hả? Trời ơi, con ngồi nhò quá, con ơi. Chị hai, chị mới về hả? Chị mới về. Ê, chừng nào đi. Nhỏ này, vô duyên à. Chị bay về chưa có nóng chỗ để hỏi cái chuyện đi rồi hả? Giỡn hồi nhớ muốn chết, chuyện muốn một vàng muốn chết á. Đi vô trong rót nước cho chị bé uống đi. Để lên này. Đi, bây giờ Út dắt con đi vô, lấy dừa, giặt đầu, đem nó uống hết. Lẹ lên đi bà ơi. Trời ơi. Đi, 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 vô đây với Út đi. Thiệt tình nhỏ này. Anh Dũng, anh Dũng. Ủa, đâu đây, đâu đây? Trời đất ơi, em đi kiếm anh chứ đi đâu. Anh, chị tay ai đây? Mình ăn chè cho mát nha. Chè hả? Ừ. Mệt không? Không. Trời ơi. Trời ơi, cái nắp gì mà vẫn cứng dữ vậy nè. Tại vì em sắp đi đường em sợ nó đổ đó. Dặn gì vừa thôi, hên là anh đây. Có sức khỏe đó. Mát nè. Mệt không? Có gì đâu mà mệt, bình thường. Sao, ngon không vậy? Ngon. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi hả? Chứ ngon. Dạ đúng là ngon thiệt luôn á. Siêu ngon luôn á. À, anh nè, tối nay á ở xã có đoàn ca nhạc về biểu diễn đó, anh chở em đi coi nha. Anh bận như vậy mà ơi. Ủa? Tối anh nhận xuống hàng vật tư cho chú Ba ở trên Rạch Đồng Binh rồi. Làm kiếm tiền. Thôi bây giờ anh ăn xong rồi. Em đi về, anh làm tiếp nha. Trời đất, cái... Ủa, là sao? Ê... Gì nữa? Em mệt anh quá à. Riết rồi em không biết em là cái gì của anh luôn á. Là người yêu của anh. Người yêu? Vậy bây giờ người yêu của anh hỏi anh nè. Người yêu của anh muốn đi coi ca nhạc, anh không chở đi, lúc nào anh cũng làm hết á. Rồi anh coi đi, mình yêu nhau rồi bao lâu rồi, anh có chở em đi hẹn hò gì không? Vậy mà người yêu. Ơi, em phải hiểu là vậy nha. Anh đã nhận chú Ba làm rồi, bây giờ mình nhận người ta mà bây giờ từ chối không làm, mai mốt ai mà mướn mình nữa, đúng không? Không phải lo làm. Không, bây giờ em hỏi anh nè. Bây giờ người yêu anh muốn đi coi ca nhạc, anh có chở người yêu anh đi không? Không. Không thiệt. Nhưng mà em muốn đi. Rồi. Muốn đi coi hát đúng không? Ừ. Thôi là gác giò lên đây luôn nè, được không? Hả? Đúng rồi. Ủa? Ngồi giống như ngồi là bộ tựa lưng sao đi. Chuẩn bị tâm lý chưa? Ủa, làm cái gì vậy? Có hát. Chuẩn bị tâm lý nha. Có cơn mưa chiều nay sẽ được bóng tối khuất xa dần. Và tim anh chờ đến. Anh đang hát cho em nghe mà. Trời đất ơi, đủ rồi, anh làm cái gì vậy hả? Chưa. Cái đó là chỉ là mới dạo đầu thôi, bây giờ mới vô cho chính nè. Em nói đủ rồi, em nghe đủ rồi, thôi được rồi, mệt quá. Bây giờ anh không chở em đi thì thôi, em tự đi vậy. Đừng có giận. Với lại anh cũng muốn làm thiệt rồi nhiều để kiếm tiền lo cho tương lai, em hiểu mà đúng không? Không hiểu gì hết á. Sao không hiểu? Lo cho tương lai. Mà anh nhìn kìa, một chữ đám cưới anh chưa bao giờ nói với em hết. Thì bây giờ anh nói là tương lai là anh lo cái gì? Thôi em cũng biết rồi, anh không muốn nói nhiều. Sợ nói trước bước không tới. Cái gì? Nói trước bước không tới? Ừ. Rồi anh cứ im vậy rồi anh coi nó có tới không? Chứ tôi nóc quá à. Thôi. Tối hôm qua anh còn ngọt ngào với người ta mà, sao hôm nay lại muốn đuổi người rồi? Đừng nói nữa. Sao vậy? Em nói không đúng sao? Dốt. Dốt. Sao Dốt buồn quá vậy? Để cô ấy đi.
Dì Út đang coi phim đó con. Chỉ một chút xíu nữa thôi, một tí nữa thôi là Tiểu Huy sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Đại An được nữa. Buồn lắm con ơi. Ngày nào Dì Út cũng coi phim hết á. Buồn chứ cho mệt. Dạ anh viết chữ đi có phải vui hơn không? Trời đất ơi bé Bông ơi, ai dạy con á hả? Mà càng ngày con càng nói chuyện như bà cụ non vậy hả? Thôi được rồi, dạy thì dạy, nhưng mà hai chút xíu rồi đó nha, người ta coi phim chưa có xong đó. Chào Long. Chào chú Bảy. Chú Bảy ngồi vô lấy nước nha. Bông. Anh đi đâu đây? Anh Bảy gà. Thì qua chơi với Lon. Không có mướn. Tôi không có cần ai chơi chung hết á. Mà tôi nói cho anh biết bao nhiêu là lần rồi, tôi là Loan, là Oan, là Mộng Loan, chứ không phải là Lon. Lon là cái lon nước ngọt, cái lon ve chai vậy nè, anh có hiểu chưa? Nói đi nói lại hoài mà sao anh liệu quá vậy? Cố tình không hiểu hay gì á? Sorry Lon. Nữa. Mệt ghê á. Em đang làm gì đó đúng không? Đúng. Trời ơi, không thấy sao mà còn hỏi. Tôi đang dạy cháu tôi học bài á, tự nhiên tới anh chị rưỡng nhỏ chạy vô trong luôn nè, phiền phức. Lon anh cái mà ngồi chơi được không? Không, tôi không có thích. Tôi không có thích anh ngồi chơi. Tôi thích anh đứng nguyên đó, sao anh quay lưng lại, anh đi về luôn, anh tránh xa tôi ra đi, nhiều chuyện quá à. Đủ xa chưa? Chưa. Anh đi thẳng về nhà anh luôn đi. Anh đi qua Mỹ, anh đi qua Châu Phi gì luôn đi. Ba. Ủa? Ừ, bảy cái chế qua nào con? Dạ, ba. Hai. Dạ. con qua cái mà. Chơi. Chơi. Thì chơi vô nhà chơi. Thôi nha. Dạ. Nếu mà vô nhà chơi á là ba tiếp chứ con không có tiếp đâu á. Khách của ba chứ không phải khách của con đâu ạ. Con này ngộ, đi đâu vậy? Con đi vô coi phim. Tới tập 10 rồi, hấp dẫn lắm. Phim ngôn tình lãng mạn á, chứ không có giống như ai kia. Lãng xẹt. Trời đất ơi, con gái con lúa gì kỳ cục không? Ê, Lon. Bà hổm rời nha, con nghe ho ảnh ạch hoài, dặn đừng có ăn tép, mà ăn tép hoài, ăn tép nó ho. Dặn hoài nói không có nghe. Ủa rồi con Út đâu, tôi kêu nó xuống đây phụ nấu cơm với bà rồi, đi đâu rồi? Phụ cái gì mà phụ. Nó nói với tôi để nó coi thêm mấy tập phim nữa rồi nó mới xuống đây nó làm. Thì thôi nó nói vậy thôi để tôi làm luôn cho rồi. Út ơi, Út à, làm gì trong đó đó? Xuống phụ má mày coi nấu cơm ăn nè. Gần xong rồi ba ơi, xíu nữa là hết tập. Nó tập mấy rồi? Dạ, tập 12. Quỷ thần thiên địa ơi, hồi nãy tập 10, bây giờ mày tới tập 12. Mày coi hết ba cái tập phim này chắc tới sáng khỏi ăn nha. Ôn dịch gì đâu không thiệt tình, con gái con lứa. Ông. Hồi nãy in tôi nghe tiếng bẫy gà đúng không? Rồi nó đâu rồi ông? Còn đâu nữa, về đi chứ đâu. Con gái bà nó không tiếp, con người ta tới. Nó phóng vô buồng, đóng cửa lại, nó coi phim. Tự ái nó về đi chứ đâu. Tôi thấy thằng Bảy Gà đó, nó cũng được quá chứ sao nó chê, tôi không hiểu sao. Thì gái ông nó chê thằng Bảy cà lâm, cho nên nó không ưng. Trời ơi, cà lâm mà có gì, cà lâm tốt quá chứ sao này hai đứa lấy nhau đâu có chữ lộn. Thằng kia mà nó mở miệng ra một cái chưa được câu nào là con mà nó chửi nguyên dòng họ ra rồi. Trời. Thắng là cái chắc, có gì đâu sợ. Cà lâm mà sợ gì. Nhưng mà bây giờ nó không thương, nó không ưng thì biết làm sao? Trời ơi, nó không thương thì bà cũng phải nói vô cho nó thương. Không đó, mình có thấy con Hiền không? Cũng cãi cha, cãi mẹ. Trời đất ơi, ảnh nghèo nhưng mà ảnh đẹp trai. Ăn nói là văn chương lưu lót. Đó, rồi về làm dâu đó. Tối ngày nó đánh, nó chửi, bòm đầu. Rồi tan đàn, xẻ ngé. Rồi bây giờ cũng về đây nó sống nữa. Bà thấy khổ không? Con mà cãi cha cãi mẹ thấy khổ không? Ờ. Với bà tôi
Con muốn tịnh khẩu cho rồi, không có nói nữa. Mô Phật. Hiền, Hiền, phải Hiền không vậy? Hiền. Ủa, anh Hải. Hiền về đây hồi nào, sao không nhắn anh? Nhắn chi? Thì nhắn cho anh biết anh qua chơi chứ làm chi. Tôi giỡn với anh đó. Tôi về cũng được mấy ngày rồi. Mà anh giờ sao? Còn làm việc ở trên thành phố không? Anh về đây ở luôn rồi. Anh có mở tiệm bán lúa giống và phân bón. Khi nào anh rảnh anh đi chợ ghé tiệm anh chơi nha. Anh chỉ ở chung với mẹ, với mình anh thôi, không có ai khác hết á. Nói nào ngay hồi đó, nếu anh không lên thành phố lâu như vậy thì chắc cũng có cơ hội. Anh Hải, chuyện cũ qua lâu rồi, anh nhắc lại làm chi? Với lại hồi đó tôi với anh cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, chứ đâu có yêu đương gì đâu. Anh đừng có nghĩ ngợi chi nữa. Anh đâu có nghĩ ngợi gì đâu. Bây giờ Hiền đã có gia đình rồi. Thật lòng anh chỉ mong em được hạnh phúc, vui vẻ, yếm ấm thôi. Loan. Hello anh Hải. Chị Hai. Đi chợ về sao không vô nhà đi đứng đây chi vậy? Má sợ chị Hai đi lạc kêu em đi kiếm chị đó. Bây giờ tôi phải vô nhà nấu cơm rồi. Hôm nào anh Hải rảnh Hải ghé chơi nghe. Nè. Hả? Chưa quên được chị Hai em đúng không? Nếu mà như vậy thì tới luôn đi. Em nói bậy bạ gì vậy? Chị Hai em đã có gia đình rồi. Em nói linh tinh như vậy á là mang tai mang tiếng cho chị Hai em đó. Trời ơi, cưng ghê luôn á, lúc nào cũng nghĩ cho người ta hết á. Nhưng mà em nói anh nghe nè, báo cho anh một tin mừng nha. Chị Hai em bây giờ cô đơn, bà có mình ên hả? Biết sao không, cha tắm manh chồng bả, rượu chè nhậu nhẹt bê tha quá, bả chịu không có nổi, cho nên là ly dị, xong rồi dắt bé Bông về đây ở luôn. Thôi, làm cái chính đây. Dạ. Nha. Dạ. Mền chính nha. Nãy bỏ mấy quần rồi chị làm đi. Trời ơi, thôi. Dạo này trong người tôi bệnh rề rề hoài ha. Với lại tôi cũng ít uống lắm. Thôi, anh chính tự nhiên nha. Mẹ đếc ơi, tôi tự nhiên khi nào chị hăng hái lên. Còn anh Hai vô liên tục rồi. Chứ anh bỏ nãy hai bao quận rồi còn tự nhiên gì được nữa mà tự nhiên. Khách sáo cái gì không biết nữa. Trước sau gì anh với vợ chồng tôi cũng xuôi gia rồi. Thằng Dũng với con Tí hai đứa nó quen nhau cũng 7-8 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Tôi nhớ anh hình tụi nó qua lại nha cũng 7-8 cái Tết rồi đó. Nhưng có điều tôi nghe anh Thí nó dễ nói tôi á. Đâu có nghe anh Dũng đề cập về chuyện cưới hỏi đâu. Trong khi tôi có một cây một trái à. Giờ tôi gầu thú gỗ anh ơi. Chị, nghe nói con Hiền nó dắt con về đây ở với anh chị phải không? Dạ. Hai má con nó về đây cũng được mấy bữa rồi. Rồi đây nhà chị thêm hai miệng ăn nữa nè. Rồi nhà anh chị giờ đông như vậy dịch hẳn luôn. Ý tôi muốn nói là sắp tới là gánh nặng trên vai thằng Dũng nó tiểu quả mấy ông. Tôi sợ nó cực thôi. Vậy. Không, cực thì cực, gánh nặng thì gánh nặng đó. Nhưng mà gia đình tôi được cái đó là vợ chồng tôi không có hà khắc với con cái. Còn anh em tụi nói đó, trên thuận dưới hòa, thương yêu nhau dữ lắm. Con Thí nhà anh á mà về đây làm dâu á, tôi thiệt á, bao sướng luôn. Sướng rồi sướng anh ơi, anh không nghe ông bà ta nói nha. Giàu mới sướng chứ nghèo khổ cũng chết mà sướng gì. Nay qua gặp tôi về là anh nể mặt tôi quá rồi, thiệt. Ê! Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Em ơi! Em!
Béo ơi, kêu một tiếng đi, vô liền đi. Mày vô đây cái, mày điếc hả? Có tiền không, đưa tôi mua bia rồi đãi khách quý ra coi. Không có. Gì vậy? Mày nói chuyện với ai vậy? Hả? Mày đang nói chuyện với mẹ mày hả? Tâm anh. Để anh nói chú nghe nè. Chú nên đổi tên đi, Tám Anh thành Tám Sợ Vợ đi. Dục cái đầu vô trong hầm cá dồ á. Anh nói cái kiểu gì vậy? Anh nói với chồng vậy đó hả? Mày không ăn nhục mà tao nhục nè. Mấy bữa nay mày đi làm sao? Mày đi làm tiền mày lấy mày cho trai ăn hay gì? Hả? Tao hỏi tới mày, mày nói không có, không có. Mày muốn nói nhẹ không nghe, muốn đánh hả? Mày muốn đánh hả? Hả? Mày đưa tiền không? Mày câm hả? Mày câm cái miệng mày. Mày câm hả? Mày câm cái miệng mày luôn đi. Trời đất ơi, nay ăn sang dữ gì ba? Wow, con tưởng ăn chay không luôn á chứ. Con nói con biết mắc cỡ giờ luôn á. Nhà mình lâu lắm mới có con cá bự lên bàn á. Chứ còn gia đình mình á toàn là ăn khô quẹt chứ khô không à. Trời thơm quá ba ơi. Ừ. Con đói bụng quá. Rồi, ăn con ha. Dạ, con mời ba. Thôi, ăn đi, mời anh Chánh ơi, anh Chánh. Ai giống cô Lý vậy con? Anh Chánh. Con nghe cái giọng này chắc là cô Lý. Chết rồi, lại đi con. Sao bác lẹ lẹ gì con? Con đi lấy chén mời cô đúng không? Dạ không, sao con lẹ lẹ quá vậy? Giấu đi con. Ủa, giấu gì bác? Giấu gì? Cô Lý vậy? Anh Chánh ơi. Ủa, ba sao giấu con cá? Dạ chị. Dạ rất vui mừng chị đến thăm ạ. À. Dạ chị, dạ. Chào chị. Cô. Dạ chị qua chơi. Đâu có rảnh đâu đi chơi. Dạ. Qua đây thì cũng có việc gì? Dạ. Đòi nợ. Dạ không giấu gì chị Lý. Dạ tình hình kinh tế thế giới giờ cũng biến động quá. Dạ cũng ảnh hưởng đến gia đình cha con tôi xíu. Cho nên chị nới cho cha con em vài... Vài năm hả? Dạ không, đâu dám. Vài tháng đi chị. Thì có em đến liền. Dạ. Con nhà anh làm ăn lớn quá à. Tình hình kinh tế thế giới mà ảnh hưởng tới kinh tế nhà anh luôn vậy đó. Trời ơi, nói thiệt với anh Chính nè. Tôi với cái tình nghĩa xóm làng hai đứa mình cũng là bạn già với nhau lâu năm rồi, đúng không? Đó, tôi đâu có thắt chặt anh làm cái gì. Nhưng mà tụi nó bào tôi quá thì tôi cũng phải bào anh thôi. Anh biết không, cái này là lãi má, đẻ ra lãi cháu ngoại cháu cố luôn đó. Biết không, cái sổ đỏ nhà anh đó là người ta cầm ở trong tay đây nè. Anh mà không lo liệu là cha con đi ra ngoài đường ở. Tôi thấy hoàn cảnh khó khăn lắm, bây giờ có người giúp đỡ thì coi coi. Con gái à, mơn mởn đào tơ. Dạ. Đẹp quá à con à, đừng có để cái tuổi thanh xuân mình đi qua một cách mà nó vô ít như vậy là không có được. Tôi nói con gái nó đẹp, nó mởn mà. Chị Lý ngang. Gì, Lý gì, đào gì, hả? Lý đào mận gì ở đây? Tôi nói là tôi thấy, tôi thương, tôi giúp đỡ, hiểu chưa? Thì bây giờ có cái cơ hội ta nắm bắt đi, ta có tiền ta trả nợ rồi ta sống trong cái sự giàu sang sung sướng. Tôi là kẻ trung gian thôi, tôi giúp đỡ anh thôi. Còn anh không nghe ra tới lúc đó là đừng có mà than trời trách rồi, đất. Rồi, tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn chị. Ra ngoài đường ở lúc đó làm sao? Trời ơi, tôi nói qua một hồi tôi khát nước quá trời. Dạ không, cái nước này nước nhúng tay, uống bánh tráng mà, uống cái gì? Nhà ăn gì ngộ ta? Dạ, đó. Đây là nước, không phải nước uống, nước dạ, bánh tráng. Dạ, dạ. Bánh tráng, bún. Dạ. Nước mắm, rau. Dạ. Rồi khúc giữa này là cái gì đây? Dạ, chỉ có vậy thôi đó, đâu có cá chiên nào đâu. Hả? Dạ. Không có, vậy thôi á, cuốn chay. Nãy giờ tôi chưa có nói gì cá thịt đó nghe chưa? Cá thịt là anh tự nói đó, anh nói có con cá chiên đó nghe. Ha, mà nói tới cá chiên sao nãy giờ tôi mới nghe cái mùi cá chiên này là cá chiên rưới mỡ hành nè. Nó đâu ta? Sao tôi mượn mùi đâu quá? Ngộ ha, nhà anh ngộ ha. Tự nhiên cái dĩa gì để trên vậy ta? Ủa cái dĩa gì vậy con Thúy, cái gì con? Cái dĩa Cái dĩa gì? Chị nhón nhón nó bể cái dĩa à. Đâu coi cái dĩa. Để tôi ẩm lên hay lại vào tính sao? Thôi lấy xuống coi cái dĩa gì vậy? Đâu cái dĩa này hả? Đem vô gạt măng ghê chứ đâu để đây hả? Hả chị? Đến đâu gạt măng ghê đây vậy? Cái gì? Ở đây để xuống coi. Trời ơi, ngộ quá, nhà anh có cái kiểu ăn ngộ vậy.
kiểu ăn gì mà bánh tráng bún để dưới đây mà cá để trển, rồi cái tự nhiên rồi cái ăn giới lên gấp xuống ăn gì đó hả? Này chắc để hôm qua con để hôm qua con nói ba quên, để hôm qua hay gì á? Ai trời ơi, để hôm qua, để mấy ngày rồi, trời ơi ngộ độc thức ăn chết. Tôi để tôi đem về. Anh Chính biết không, tôi thề trong lòng trong cái nghề nghiệp của tôi, khi tôi đi tới đâu khi tôi về tôi cũng phải có cái gì đó đem về. Chứ phải về tay không được. Không có chứ, cầm tay bún rồi về đi. Cũng được à. Thôi cái gì cậu đưa cá lại chứ. Trời trời à. Vậy đó anh coi. Nè, tôi nói cho anh nghe nha, tính toán lại cái vụ kia đi nha, cái vụ con Thúy đi, cái vụ mà tôi nói cho anh đó, tôi mở đường cho anh đó, tính toán kỹ lại đi nha, chứ không ra đường mà ở á, chứ không phải giỡn đâu á nghe. Có chuyện gì mà tự nhiên ra đây ngồi chầm chầm một đống không nói gì trời. Thôi không có chuyện gì á, em về đi, anh vô làm công việc á. Sao lúc nào anh cũng khô như ngói hết vậy anh Diệu? Nhiều khi em chỉ cần anh hỏi an em thôi thì em sẽ bớt buồn hơn chứ có gì đâu. Thế rồi em không biết anh có yêu em thật lòng hay không nữa. Gì? Thật lòng hả? Trời, em nghĩ sao vậy? Anh mà không yêu em thật lòng, tình yêu của anh dành cho em là vô cùng thật lòng luôn. Em nha, dạo này càng ngày càng giống con Út Loan ở nhà nha. Xem phim quá rồi lậm đúng không? Giống như là xến xúa rồi. Nói chung là ghê lắm. Ở nhà anh gặp nó là anh quải chè, giờ gặp em nữa chắc anh điên quá à. Sao có chuyện gì nói nhanh đi. Vậy thì em nói nhanh đây, em cần tiền. Cần tiền bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu? Trời, 200 triệu. Sao? Số tiền nó cũng hơi lớn thiệt, nhưng mà thôi để anh cố, nhưng mà anh cố nhiều được nhiều chứ anh không có dám hứa. Anh cũng chẳng hết thèm hỏi em là em cần số tiền lớn đó để làm gì, rồi em dùng vào việc gì, anh không hỏi em được một câu hả? Em sao vậy, thì nãy anh có hỏi em đó. Anh à, một lời ngọt ngào, một lời chia sẻ động viên em, anh có không nói được hả? Xin lỗi. Xin lỗi. Em biết là anh không có tiền, nhưng khi em nói như vậy, em chỉ cần anh chia sẻ lo lắng cho em. Nhưng anh làm em thất vọng quá. Chứ giờ anh biết nói gì vợ. À, anh biết rồi. Mỗi khi em buồn á là em muốn nghe hát, em hát xong là em sẽ vui. Để anh hát cho em nghe nha. Trời cơn mới chiều nay. Thôi đủ rồi, em không muốn nghe đâu. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu như có một đại gia, người ta sẵn sàng cho em số tiền đó để em giải quyết công việc, thì anh thấy sao? Ai mà tốt nhờ? Đó là một đại gia, anh thấy sao? Thấy gì nữa, mừng chứ sao? Giống như ông bà mình nói là ở hiền thì gặp lạnh đó. Bây giờ có người giúp đỡ mình là mình may mắn. Nè, nếu mà người ta giúp đỡ mình xong á, em phải cảm ơn người ta chân thành nha. Mình chia tay đi. Ôi, đừng có giỡn nữa. Em không giỡn. Mình chia tay đi. Tại sao? Em hết yêu anh rồi. Đuổi theo nhân sông, chiều trôi tim bông lung bình. Nương theo gió lai lời thương. Hết yêu hả? Biết rồi. Không còn yêu anh nữa.
mà yêu một cái tên khác là cái tên đại gia đúng không? Đúng đó, em yêu người khác rồi, em yêu tên đại gia nữa đó. Vậy bây giờ anh sao? Anh có gì muốn nói với em không? Anh nói đi em nghe nè. Thảo phố vụ bầm. Anh còn sống ân tình cuốn xô đi một cõi yên bình. Việc ly là gì mai là quân lối xưa trở về, là muôn trùng tha phương quên đi nỗi nhớ niềm đôi nhớ niềm còn lại gì nữa. Mình ơi, con ơi, con gái cưng của ba, ba nhớ con nhiều lắm. Con không nhớ ba nữa. Ba nhớ con, ba nhớ mẹ nữa. Con thương ba, con qua con năn nỉ mẹ đi. Năn nỉ mẹ đi về gia đình mình đoàn tụ, về ở với ba nha. Qua năn nỉ mẹ đi con. Mẹ ơi mẹ, mình về ở với ba được không mẹ? Con đi vô nhà trước đi, rồi lát nữa ba mẹ vô sau, nghe. Dạ. Bé Bông. Mình. Anh muốn gì nữa đây? Mẹ này sao trốn hoài vậy? Tôi không trốn. Tôi với anh đâu còn là vợ chồng. Tôi muốn đi đâu hay làm gì là quyền của tôi chứ. Em nhắm em thoát anh không? Cả đời này em lẩn tránh được anh không? Không bao giờ thằng này để cho em tự do, tự tung, tự tác. Em muốn sống cuộc sống riêng em hả? Em muốn thoát khỏi anh hả? Không có dễ như vậy đâu. Tôi sẽ đeo bám em cả đời này. Và không bao giờ em lấy được chồng khác. Thà em ở giá, kể cả trong giấc mơ em cũng phải nằm mơ thấy anh. Hiểu không? Anh muốn bao nhiêu? Đó. Biết thì nói sớm đi. Để nãy giờ diễn mệt nè, phải không? Cha mẹ sinh anh ra nhưng hiểu anh chỉ có một mình em thôi. Anh khỏi động tay động chân, phải không? Đâu tiền đâu? Có mà phải không? Lần cuối cùng, đây là tất cả những gì tôi có. Hôm nay tôi đã đi bán sợi dây chuyền để phòng thân. Bây giờ tôi đưa hết cho anh. Đưa đi nói nhiều quá à. Vậy là quá tốt với anh rồi. Anh biết em còn thương anh mà, không? Cảm ơn mình nha. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh hứa. Cảm ơn mình quá biết điều nha. Anh hứa từ đây về sau không bao giờ anh làm phiền mình nữa đâu. Đời còn dài mà. Cứ coi lại hứa anh là gió bay đi nha. Ê!
Con đâu có dùng đũa, dùng lĩa gì nữa đâu. Nhưng mà anh ba thọt vô thì chén mắm ớt á. Lấy cái tại ra. Rồi thì tại nhà con ăn cơm, con vô có ăn ớt lặt nhấp nè. Trời ơi. Thôi. Cái gì mà ăn ớt dữ vậy? Có chuyện gì á, con có việc nói ra hết đi. Chứ mà con vậy nè, cả nhà nuốt không có vô luôn đó con. Ờ, đâu có gì đâu má, chuyện bình thường rồi má. Chuyện này không có gì đáng lo, đáng buồn gì hết á. Chuyện này nói chung là giống như là đàn ông trong đời ai cũng trải qua vài lần vậy á. Thôi không có gì thì ăn đi. Dạ ăn con. Nhưng mà bày biết cái gì? Dạ... Bày biết cái gì? Dạ bị bụng đó. Tôi biết ngay mà, thấy không? Hả? Bữa cho chính qua đây nè. Tôi thấy nói chuyện là tôi biết đâm ban rồi. Muốn quay đầu xe rồi, thấy không? Nhưng mà tôi ráng thôi. Ha? Bà yên tâm đi, để tôi qua tới nhà trả. Tôi quậy cho một trận, tôi quậy đục nước, quậy lên sình luôn nha. Trời ơi, thôi tôi lại ông. Ông làm ơn ông bình tĩnh giùm tôi cái đi. Có chuyện gì từ từ nói thì mai ra mới cứu vãn được. Chứ bây giờ ông nóng quá rồi đi sinh sự như vậy rồi tôi không có giải quyết được chuyện gì đâu. Tức thiệt chứ. Bà ơi, má giờ đâu có giải quyết gì được nữa đâu. Tí đi lấy đại gia đi mất tiêu rồi. Bây giờ cũng đâu có cứu vãn gì được. Mình không có tiền lo cho người ta thì cứ giữ người ta cũng vô ích thôi. Ôi chuyện đó gì đâu buồn. Không có buồn. Chuyện đâu có gì đâu buồn. Chuyện bình thường mà. Không có buồn. Bình thường của nó đó không? Ăn uống gì vô. Trời ơi. Ủa cậu ba, cậu ba chia tay với lại cô Thúy phải không? Ai nói chia tay? Thì hồi nãy con trong nhà á, cậu ba nói với lại cả nhà á là cậu ba chia tay với cô Thúy rồi. Cậu ba vui lên đi, mai mốt thế nào cậu ba cũng sẽ gặp lại cô Thúy à. Giống như là ba mẹ con vậy á, ba mẹ con chia tay rồi nhưng mà vẫn gặp lại, mẹ con còn cho tiền ba con nữa. Mình ơi. Em nghe rồi. Chờ em chút. Trời ơi, sao bữa nay cái giọng ngọt dữ vậy ta? Này muốn nói lại tình xưa với tôi ra. Trời đất ơi, dẫn cái mái tóc thước tha, tóc ngang lưng vừa chừng em ơi. Mà dáng mi nhon bạc cố vậy ta? Chịu hết nổi luôn à. Mình đợi anh lâu chưa? Đợi lâu lắm rồi. Ủa? Chào hai em. Hai em thấy vợ của anh đâu không? Ở đây ai là vợ của mày hai thằng khốn bợm nhậu? Ai là em của mày? Dạo này sao hai đứa mất dạy quá vậy? Nói vậy. Phải mất dạy với cái thứ mà khốn nạn ha. Không như mày á, không thể nào mà đàng hoàng được, mày biết không? Ê, không có giỡn nha. Không thể đàng hoàng, không thể đàng hoàng, không thể đàng hoàng, không thể đàng hoàng được. Út cưng, cô anh, cú hả? Đồ khốn. Ái da, trời ơi, trời. Mày dám hành hạ chị tao ha. Dạ, tôi ơi. Đừng có làm phiền chị hai nữa biết chưa? Tao đã đi thừa. Tao đi thừa thôi mày. Trời ơi, tôi bệnh hậu mà, tôi bệnh gan, tôi bệnh phổi mà, tôi bệnh chết tôi rồi. Được. Mày muốn đền tiền thuốc đúng không?
Tao sẽ đập mày như ra bã xong lôi đầu mày lên công an để công an tính luôn tiền thuốc một lần. Đúng rồi, cho mày chưa? Cho mày chưa? Mày đòi tiền thuốc, mày đòi tiền thuốc nè. Đòi tiền thuốc không? Khỏi khỏi, mình là người trong nhà mà đền cái gì. Anh không sao, anh khỏe. Anh khỏe. Khỏe không? Cũng hơi đau đau gì anh tự mua tiền thuốc anh uống được. Đền cái gì? Mình người một nhà mà. Ai là người nhà như mày hả thằng khốn? Thằng khốn! Ai là người nhà như mày? Mày liệu hồn á, đừng để tao thấy mặt mày một lần nữa nghe. Mày tránh xa chị hai tao ra. Tránh xa chị hai tao ra nghe chưa? Xéo đi mày! Nhớ đó! Tụi bay xin lỗi. Xin lỗi bà nội cha tụi bay mất dạy không? Tao không bỏ qua cho gia đình dòng họ tụi bay đâu. Dòng cái thứ cha tụi bay không biết dạy con. Tao không có bỏ qua cái vụ này đâu. Ai, bà cái bệnh vàng lùng hay vàng son lá này, khó trị rồi nghe. Lơ mơ năm nay đó, không đủ tiền mà trả tiền mướn ruộng cho ta nữa. Thiệt. Ủa trời đất ơi, nhà ông Chính làm gì hôm nay bu đông dữ ta? Ê. Bác Hai. Cho bác hỏi thăm coi. Ủa là sao bữa nay là bu là nhà ông Chính như vậy? Dạ, ao cá nhà bác Chính á, có một đêm thôi, chết trắng hết luôn. Trời đất ơi. Mới kêu tụi lái tụi con vô chia cho rẻ nè. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ bác Hai. Mấy nay trời nắng nóng nè, cá nó mệt sẵn rồi, cần phải bơm oxy tiếp sức cho nó. Mà không hiểu sao á, tối qua cái bình sục nó bị đứt dây. Đúng rồi, trời nắng nóng quá, người ta còn muốn chết đừng nói chi cá. Nhưng mà sao ổng xui dữ ra? Có gì đâu mà xui bác Hai. Tất cả là tại bác Chính á. Từ lúc bác Chính á gả con đi Sài Gòn á, lấy chồng đại gia cái bây giờ tự nhiên không lo làm ăn gì hết à. Suốt ngày rượu chè bù khút. Cỡ hồi tối mà bác Chính không nhậu á, đi ra coi cái đèn tí xíu á, cũng không đến nổi đâu. Đó, đó chứ, dạ thôi, con chạy ra chợ kìa. Hậu quả đó, phải không? Hậu quả. Khi nào Chính alo á, con vô chơi rồi ôm thùng bia ra được rồi. Dạ, dạ. Rồi, thôi đi, 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 đi. Rồi, rồi, đi, đi con. Ê, Chính đâu? Gặp xui gia cũ xong chào hỏi gì chơi vậy? Đi bét bét mặt mày lẳng lẳng như heo nái ăn gà vậy? Hả? Thì chào. Chào. Chào mà không có nội tâm, mà không có chân tình, đúng không? Không có kính trọng á. Dạ. Mà còn gian ác quá à. Chính à, nói nạo ngay, từ khi tụi nhỏ nó chiêu quyên rẻ thí á, tôi cũng muốn kiếm anh một lần, đúng không? Biết chi không? Chi? Tôi chửi thẳng vô cái mặt anh á. Biết không, là cái con người á, tham phú phụ bần, tham vàng phụ ngải, sống cái kiểu đó đó, trời cao có mắt, sớm muộn gì cũng bị trời phạt à, không có tồn tại lâu dài trên cái thế gian này đâu. Rồi bây giờ sao? Dành qua đây sổ nho với tao phải không? Người ta sinh ra người ta có quyền lựa chọn. Tôi có một cây một trái à, tôi có đứa con gái à, lựa con rể giàu thì con mình nó hưởng chứ. Còn Dũng con anh sao? Nó nghèo muốn chết luôn. Đưa gái tôi vô đó, đưa vô chỗ khổ hay sao? Tôi nuốt lời ra, giờ tôi giàu có rồi anh làm gì tôi? Tôi nói thật anh, tôi chấp ba đứa con anh luôn á. Coi cái bằng cái móng tay út của thằng rể tôi không? Về nằm chim bao coi có giống được tôi không? Đừng có chửi nữa. Béo, béo. Cá chết rồi đó, có mồi nhiều rồi đó. Rượu chiến hữu rồi lại nhậu đi. Làm khô nhậu tiếp tục. Bước đầu cá chết, rồi từ từ mới tới người, thấy không? Con quyết định đi thiệt hả Dũng? Con suy nghĩ kỹ rồi ba. Cho ba thấy á, bây giờ vật giá leo thang, cái gì nó cũng tăng hết á. Rồi gạo lúa mình làm ra nó dậm chân tại chỗ. Bà má cũng lớn tuổi rồi, bây giờ phải làm kiếm ít đồng tiền để lo hữu sự cho ba má nữa chứ, đúng không? Nhưng mà lên trên đó lạ nước lạ cái, tự nhiên mình ên con lên trển, không có quen biết ai hết á, mà lo lắm. Lo gì má, con thanh niên trai tráng sức dài dai rộng mà lo gì? Nhưng mà lên trên đó em định làm gì? Nhà yên tâm, em có mấy đứa bạn trên đó đó, lên trên đó nó chỉ cho em là làm hồ sơ đăng ký chạy shipper rồi chạy xe ôm công nghệ luôn. Bây giờ có cái điện thoại thông minh á là khỏe rẻ à, làm được hết luôn. Vậy là anh ba sắp thành á hả, shipper với lại xe ôm chuyên nghiệp rồi đúng không? Ừ. Nè,
Nếu như mà làm mà nhiều tiền quá không biết để làm gì á, gửi về cho em nha, em xài giùm cho. Ê không, mày leo xuống giùm tao cái. Tao lên trên đó tao làm, mày gửi tiền vô cả nhà chứ không có riêng mình mày. Mày lớn rồi, biết phụ ba má giùm tao cái đi. Đừng có ham chơi, cắm đầu vô cái điện thoại đi suốt ngày coi phim. Nè, ở nhà mà ngoan ha. Lên trên đó anh ba làm mấy năm, kiếm tiền làm của hồng môn chốt. Mầm nha. Trời ơi, gì vậy? Con lên thành phố chứ không phải đi Mỹ đâu. Nè, con lên trên đó hả? Rảnh rảnh cái con chạy cái quèo con về tới nhà thăm mọi người, yên tâm đi. Em thương tiếng ca, lời ru vẫn chưa ngọt ngào. Nghiêng nghiêng mái tranh, chiều rơi nhịp đôi yên lành. Em thương dòng sông tuổi thơ, nơi ta nhìn nhau ngẩn ngơ. Nơi có bóng hình, mái chiều khua nhẹ theo gió đưa. Thương sao khói lam đẹp như tóc mây bên trời. Thương sao mắt nhung đẹp như giấc mơ thiếu thời. Xinh tươi màu bông bí non, nuôi tim cần lao sớm hôm. Thương bữa cơm chiều, tiếng em thơ rộn mái tranh nghèo.